Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim AdRock nhận được 2 triệu đồng token AdRock nha. Thì một số thông tin về đầu token này, số token phát hành là 1 triệu tỷ nha. Ta có 984.48 tài khoản holder và đã phát sinh 1.971 giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim AdRock.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn nhấp vào nút copy contract và các bạn quay sang ví MetaMask để các bạn thêm địa chỉ tài khoản contract này vào ví nha. Rồi các bạn nhấp add token và nhấp import token. Sau khi đã thêm được địa chỉ tài khoản vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, nhấp vào nút nhận token. Nó sẽ mở ra giao diện của website, thì các bạn nhấp vào claim.net này nha. Rồi các bạn nhấp vào đây, get 2 triệu token AdRock. Rồi nó vào cái đầu ví, các bạn nhấp tiếp click và nhấp collect nha. Rồi phí gas là 0.004 BTC, các bạn nhấp confirm để xác nhận nha. Rồi nhấp exit để thoát. Rồi các bạn quay trở lại ví MetaMask nha. Giao dịch đang được xử lý thì rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận được 2 triệu đồng token AdRock. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Ngoài ra nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, SEA và XGET, Freemetallo, OKEX, HOVI, BitMax, bạn có thể vào đây để ủng hộ kênh nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.